Thanh Huyền xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn đến với kênh của công ty luật CIS. Trong nửa đầu năm 2023, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động. Trong khi đó, số lượng công việc tuyển mới không nhiều bằng số lượng nhân sự bị cắt giảm. Trong thời gian chưa có công việc mới, người lao động có thể làm hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Công ty luật đã có video hướng dẫn chi tiết thủ tục và hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó có hướng dẫn cách điền đơn. Anh chị và các bạn có thể xem lại video được dẫn trong link trong phần mô tả. Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, quý 2 năm 2023 có 357.513 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 152.385 người so với quý 1. Như vậy, số lượng hồ sơ tăng vọt khiến người lao động phải xếp hàng chờ đợi rất lâu nếu như nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm, nơi anh chị thường trú hoặc tạm trú. Do đó, trong video ngày hôm nay, công ty luật sẽ hướng dẫn cách nộp hồ sơ trực tuyến, nghĩa là chúng ta nộp hồ sơ online để lãnh trợ cấp thất nghiệp. Chi tiết chúng ta cùng thao tác như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ đăng nhập vào trang dịchvucong.gov.vn. Tại giao diện này thì chúng ta sẽ thấy màn hình sẽ xuất hiện phần đăng ký và phần đăng nhập. Nếu như mà anh chị nào chưa có tài khoản thì mình sẽ nhấn chọn vào mục đăng ký và làm theo hướng dẫn để mình tạo tài khoản. Còn anh chị nào đã có tài khoản thì mình sẽ nhấn vào mục đăng nhập. Ở phần hiển thị này, anh chị sẽ chọn ở phần tài khoản cấp bởi Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Lúc này màn hình sẽ hiển thị ra phần để đăng nhập. Tại ô tên đăng nhập, anh chị nhập số chứng minh nhân dân hoặc là số căn cước công dân mà mình đã dùng để tạo tài khoản dịch vụ công, nhập vào mật khẩu và mã xác thực hiển thị trên màn hình. Anh chị lưu ý nhập đúng mã xác thực. Sau khi đã nhập xong thì anh chị nhấn chọn đăng nhập. Sau khi bấm đăng nhập thì Cổng Dịch vụ Công Quốc gia sẽ gửi một cái mã OTP về cho điện thoại của anh chị. Anh chị vui lòng kiểm tra điện thoại và nhấn mã OTP vào phần mục nhập mã OTP trên màn hình, sau đó bấm xác nhận. Sau khi đăng nhập thì anh chị sẽ đến thanh tìm kiếm nâng cao và nhập từ khóa trợ cấp thất nghiệp. Lúc này anh chị sẽ chọn vào mục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp. Lúc này hệ thống sẽ hiển thị ra những cái thông tin như là trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, cơ quan thực hiện, yêu cầu và điều kiện thực hiện. Sau đó anh chị sẽ nhấn và chọn danh sách dịch vụ công. Ở phần này thì anh chị vui lòng chọn cơ quan thực hiện là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và chọn nộp trực tuyến. Lúc này thì màn hình sẽ hiển thị ra đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ở đây sẽ có rất là nhiều thông tin và những thông tin nào đánh dấu sao là những thông tin bắt buộc phải nhập. Thì anh chị sẽ nhập những cái thông tin cần thiết vào màn hình. Sau khi nhập số sổ bảo hiểm xã hội, anh chị có thể kiểm tra thông tin chốt sổ bảo hiểm xã hội trên trang dịch vụ công. Tiếp đến anh chị sẽ nhập những cái thông tin bắt buộc như là ngày chấm dứt hợp đồng lao động, trình độ đào tạo, ngành nghề đào tạo, thông tin chỗ ở hiện nay và nơi thường trú. Tại một số tháng đóng bảo hiểm xã hội thất nghiệp, anh chị có thể kiểm tra số tháng đóng bảo hiểm xã hội thất nghiệp của mình ở trên ứng dụng VSSID. Những cái thông tin liên quan tới hợp đồng, ví dụ như là ngày chấm dứt hợp đồng, lý do chấm dứt hợp đồng, thì anh chị vui lòng nhập trùng với giấy tờ chấm dứt hợp đồng lao động mà mình đăng tải lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Sau khi đã nhập hết các thông tin thì anh chị sẽ chọn nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp. Thì anh chị có thể chọn qua tài khoản ngân hàng hoặc là trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội. Nếu như mà chọn qua tài khoản ngân hàng thì anh chị sẽ phải nhập đúng số tài khoản chính chủ của mình. Sau khi đã nhập hết thông tin thì anh chị sẽ tải tài liệu đính kèm lên hệ thống. Tài liệu đính kèm sẽ bao gồm tài liệu chứng minh chấm dứt hợp đồng lao động như là quyết định thôi việc, quyết định sa thải, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động và đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thì anh chị sẽ tải những cái file này lên hệ thống. Sau đó anh chị sẽ chọn cơ quan tiếp nhận là tỉnh thành tương ứng và trung tâm dịch vụ việc làm tương ứng. Sau khi đã chọn hết các thông tin thì anh chị sẽ nhấn vào nút nộp hồ sơ. Sau khi chúng ta nộp hồ sơ online, chúng ta cần chú ý theo dõi trạng thái giải quyết trên trang dịch vụ công và điện thoại di động của mình. Theo đó có thể xảy ra một số trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất, ngay khi nhấn nút nộp hồ sơ, nếu thông tin số sổ bảo hiểm xã hội và một trong hai thông tin họ tên hoặc số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu của chúng ta không đúng với dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội thì Cổng Dịch vụ Công Quốc gia sẽ thông báo ngay cho chúng ta biết. Trường hợp thứ hai, trường hợp chúng ta chưa được chốt sổ bảo hiểm xã hội thì Cổng Dịch vụ Công Quốc gia cũng sẽ thông báo cho chúng ta ngay khi chúng ta nhấn nút nộp hồ sơ. Trường hợp thứ ba, trường hợp thông tin số sổ bảo hiểm xã hội và thông tin họ tên và số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu trùng với dữ liệu của cơ quan bảo hiểm xã hội thì trong khoảng thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày chúng ta nộp hồ sơ online, hồ sơ chúng ta sẽ được giải quyết, nghĩa là sau 20 ngày làm việc, chúng ta đăng nhập lại tài khoản của chúng ta trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để nhận kết quả. Nếu hồ sơ hợp lệ,
tài khoản của chúng ta trên cổng dịch vụ công quốc gia sẽ thông báo trạng thái là duyệt hồ sơ và đính kèm quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp có ký số lên hệ thống. Ngược lại, nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, chúng ta sẽ được thông báo hồ sơ bị từ chối và có nêu lý do. Thanh Huyền lưu ý lại là khi hồ sơ được phê duyệt hoặc bị từ chối, hệ thống đồng thời sẽ gửi tin nhắn đến số điện thoại mà chúng ta đã đăng ký với dịch vụ công. Do đó, anh chị chú ý để nhận thông báo. Như vậy, công ty luật vừa chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn cách nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp trực tuyến. Các bạn có thể thấy cũng khá đơn giản và đặc biệt là sẽ tiết kiệm được thời gian so với việc xếp hàng chờ đợi nếu như mà nộp hồ sơ trực tiếp. Rất là tiện lợi đúng không ạ? Video hôm nay đến đây là hết. Nếu thấy video hữu ích, quý cô chú, anh chị hãy like, share và đăng ký kênh của công ty luật để theo dõi những thông tin pháp lý hữu ích khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.